áp Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện Nam tải ngay về giách. Thầy xin được chào tất cả các em Ở trong cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái bài giảng số 4 đó là tính cái nua rít ngày qua một cái nua rít khác các em nhé thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay à, đầu tiên là thầy có một cái ví dụ ví dụ số 1 đó là cho cái nua cơ số 3 của 2 bằng a hãy tính logarit cơ số 3 của 18 theo a đúng không ạ? Thì cách làm của cái dạng này thì chúng ta sẽ tiến hành như sau này. À, các em sẽ thấy là logarit cơ số 3 của 18 đấy thì nó chính là logarit cơ số 3 của 2 nhân 3 bình phương. Đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng là logarit cơ số 3 của 2 cộng logarit cơ số 3 của 3 bình phương. Và nó sẽ bằng là logarit cơ số 3 của 2 cộng 2. Thì chúng ta sẽ thay cái logarit cơ số 3 của 2 bằng a vào thì đây nó sẽ thành là a cộng 2 đúng không ạ? Tức là chúng ta đã biểu diễn được cái logarit cơ số 3 của 18 theo cái logarit cơ số 3 của 2. Đây gọi là cái bài toán mà tính cái logarit này theo một cái logarit khác đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái à, ví dụ số 2 là thầy cho cho cái b nó bằng logarit cơ số 5 của 3. Hãy tính logarit cơ số 81 của 25 theo b. Đấy. Thế thì là nguyên tắc là chúng ta sẽ làm như sau này, Kem sẽ tiến hành là lấy logarit cơ số 5 của cả cái 25 và 81 này Thì là chúng ta sẽ có là uh, Nogalit cơ số 81 của 25 đây. Ở đây là chúng ta biến đổi Tiến hành biến đổi là Theo cái dạng mà chúng ta Đầu tiên là chúng ta giả nước mũ trước cũng được Đúng ạ Thì nó sẽ là Nogalit cơ số 3 mũ 4 81 thì nó bằng 3 mũ 4 Còn 25 thì nó bằng 5 bình phương Thì đây nó đâm ra nó thành là 2 phần 4 nhân Nogalit cơ số 3 của 5 Thì nó chính là Ở đây là chúng ta có Nogalit cơ số 5 của 3 Thì nó sẽ thành là 1 phần gì đây 2 phần 4 nó là 1 phần 2 rồi đúng ạ logarit cơ số 5 của 3 hay nó chính là à, 1 trên 2B Các em nhé Như vậy là thầy đã biểu diễn được cái logarit cơ số 81 của 25 Theo cái logarit cơ số 5 của 3 rồi Đúng ạ Tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái ví dụ số 3 là cho A bằng logarit cơ số 2 của M Với không nhỏ M và khắc 1 Hãy tính A bằng logarit cơ số M của 16M theo A Thế thì là chúng ta sẽ có à, cái lời giải như sau Logarit cơ số M của 16M thì nó sẽ bằng nó logarit cơ số m của 16 cộng logarit cơ số m của m thì là cái này nó bằng một rồi đúng không ạ thì logarit cơ số m của 16 ấy thì các em sẽ đưa thành là 4 16 là bằng 2 mũ 4 đúng không ạ nó sẽ thành là 4 logarit cơ số m của 2 cộng 1 thì bây giờ logarit cơ số m của 2 thì là các em sẽ thấy là a lại bằng logarit cơ số 2 của m thì đâm ra là anh này sẽ là 4 trên logarit cơ số 2 của m cộng 1 đúng không ạ thì nó sẽ bằng là gì đấy 4 trên a cộng 1 và nó sẽ bằng là 4 cộng a trên a Để em nhé đó à, chúng ta sẽ có ví dụ số 4 là cho logarit cơ số 12 của 3 bằng a hãy tính logarit cơ số 24 của 18 theo a đúng không ạ thế thì ở đây là chúng ta sẽ có như sau này các em sẽ thấy là logarit cơ số 12 của 3 bằng a thì nó sẽ bằng là 1 phần logarit cơ số 3 của gì đây của 12 đúng không ạ thì nó sẽ bằng là 1 lúc 12 này các em sẽ tách thành nó là 3 x 2 mũ 2 thì đâm ra cái này nó sẽ thành là 1 cộng với cả 2 logarit cơ số 3 của 2 đúng không ạ tức là nó chính là logarit cơ số 3 của 3 Cộng với cả logarit uh, cơ số 3 của 2 mũ 2 Thì nó cũng chính là 1 cộng 2 logarit cơ số 3 của 2 Thế từ đây uh, chúng ta sẽ uh, tiến hành rút ra được Cái logarit cơ số 3 của 2 Nó sẽ bằng là 2A trên gì đây Trên 1 trừ A Đúng ạ, tức là cái 1 cộng 2 logarit cơ số 3 của 2 nó sẽ bằng 1 trừ A Hay là logarit cơ số 3 của 2 này Các em rút ra được Nó sẽ bằng là 2A À thầy xin lỗi, ở chỗ này là chúng ta rút là logarit cơ số 2 của 3 nó bằng 2A trên cho 1 chữ a. Trên chúng ta không rút ra logarit cơ số 3 của 2 nhá. Đấy, thế là chúng ta phải rút anh này ra, nó bằng là 2a trên 1 chữ a. Thì bây giờ là chúng ta sẽ biểu diễn cái logarit cơ số 24 của 18 theo cái logarit cơ số 2 của 3. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta có logarit cơ số 24 của 18 thì nó bằng logarit cơ số 2 của 18 thì nó bằng là 3 mũ 2 nhân 2, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ lấy logarit cơ số 2 của 18 chia cho logarit cơ số 2 của 24. Thì 24 này thì nó lại chính là gì đây? 3 nhân với cả 2 mũ gì? 2 mũ 3, đúng không ạ? Thì chúng ta tách ra chúng ta sẽ được là 1 cộng 2 logarit cơ số 2 của 3 Trên 3 cộng logarit cơ số 2 của gì? Của 3, đúng không ạ? Đấy, của 2 của 2 mũ 3 thì là nó sẽ bằng 3 rồi Còn của 2 của 3 thì là chúng ta để đây, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái logarit cơ số 2 của 3 này Nó bằng 2a trên 1 chữ a này, vào đây, đúng không ạ? Thì là các em sẽ tiến hành là chúng ta thay vào thôi Thay logarit cơ số 2 của 3 bằng 2a trên 1 chữ a thì đây chỗ này sẽ là 2 nhân 2a trên 1 chữ a này còn chỗ này là 3 cộng với 2a trên 1 chữ a và chúng ta sẽ nành rút gọn thì nó sẽ là 1 cộng 3a chia cho 3 chữ a đúng ạ đấy thì là các em lưu ý là đối với những cái bài toán nó như thế này thì là chúng ta phải tiến hành là chúng ta giản ước cái logarit này và chúng ta rút ra một cái logarit nhỏ hơn đấy theo a rồi cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành thế vào thì nó sẽ mới mới ra được đáp án các em nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ số 5 này. Cho logarit cơ số 3 của 15 bằng a, hãy tính a bằng logarit cơ số 25 của 15 theo a, đúng không ạ? Thế thì là uh, chúng ta sẽ có uh, cái lời giải như sau này, logarit cơ số 3 của 15 bằng a thì nó sẽ tương đương với logarit cơ số 3 của 3 cộng với cả logarit cơ số 3 của 5 bằng a, đúng không ạ? Bởi vì nó 15 nó bằng 3 nhân 5. Thì ở đây là chúng ta sẽ rút ra được cái logarit cơ số 3 của 5 nó bằng là a 1, đúng không ạ? Đấy thì bài này rút nó sẽ đơn giản hơn cái bài trước. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành biến đổi cái logarit cơ số 25 của 15 này thì à, nó sẽ bằng là logarit cơ số 3 của 15 chia cho logarit cơ số 3 của 25 đúng ạ à? thì cái này nó sẽ bằng là chúng ta tách ra nó là một cộng với logarit cơ số 3 của 5 đây logarit cơ số 3 của 15 đúng ạ à? chia cho hai logarit cơ số 3 của gì của 5 5 25 này nó chẳng qua nó bằng 5 mũ 2 thế cho nên là chúng ta sẽ biến đổi thành là 2 logarit cơ số 3 của 5 thế như vậy là à, cái 1 cộng logarit cơ số 3 của 5 này ấy, thì nó chính là a 1 cộng 1 thì nó thành a thế còn hai logarit cơ số 3 của 5 thì nó chính là 2 nhân với a một đúng không ạ? Thì đấy chính là cái kết quả cuối cùng của chúng ta các em nhé. Thì như vậy là được cái bài này là chúng ta vẫn phải rút ra một cái logarit nhỏ hơn là logarit của số 3 của năm theo a. Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta thế vào thì là chúng ta mới ra được kết quả các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ số 6 này. Ở đây là chúng ta sẽ biểu diễn cái logarit à, của một à, của một biểu diễn một logarit theo hai cái logarit còn lại đúng không ạ? Tức là đề bài cho logarit cơ số 2 của năm bằng a logarit cơ số 3 của 5 bằng b và yêu cầu là chúng ta tính cái logarit cơ số 5 của 6 theo a và b đúng không ạ thì là chúng ta đối với những cái bài như này thì chúng ta sẽ làm như sau này chúng ta có logarit cơ số 5 của 6 thì nó bằng logarit cơ số 5 của 2 cộng logarit cơ số 5 của 3 đúng không ạ bởi vì là cái 6 này nó bằng 2 x 3 mà thì cái này nó chính là bằng 1 trên logarit cơ số 2 của 5 cho nó giống cái này cộng với 1 trên logarit cơ số 3 của 5 cho nó giống anh này thì các em thay vào nó chính là 1 trên a cộng 1 trên gì 1 trên b đúng không ạ bởi vì anh này bằng a anh này bằng b theo cái giả thiết đấy cho nên là cái này nó sẽ bằng là a cộng b trên ab thế đây là một cái bài toán đơn giản nhất về cái việc mà chúng ta biểu diễn à, một cái logarit theo hai cái logarit còn lại nhé yeah. à, chúng ta sẽ có cái bài số 7 là cho các số dương abc khác một và thỏa mãn logarit cơ số a của b nhân c bằng hai đấy là logarit cơ số b của c nhân a bằng bốn tính giá trị của logarit cơ số c của a nhân b đấy tức là à, cho anh này bằng hai này Đấy, cho anh này bằng 4 này và đề bài yêu cầu là tính anh này đúng không ạ thì đối với bài này thì chúng ta sẽ làm như sau này chúng ta sẽ tiến hành là biến đổi hai cái giả thiết của chúng ta đúng không ạ logarit cơ số a của bc bằng 2 logarit cơ số b của ca bằng bốn thì các em sẽ à, chúng ta sẽ được là bc nó sẽ bằng a gì đây a bình và ca nó sẽ bằng b mũ 4 đúng không ạ thế từ đây là các em sẽ tiến hành là chúng ta suy ra là c nó sẽ bằng là a bình trên gì trên b này bằng b mũ 4 trên a đúng không ạ thì từ đây là các em sẽ suy ra nhân chéo nên là A mũ 3 nó sẽ bằng B mũ gì đây? B mũ 5 hay là A nó bằng B mũ 5/3. Đúng không ạ? Chúng ta bỏ cái mũ 3 này ra thì là chúng ta sẽ lấy 5 chia cho 3. A nó sẽ bằng B mũ 5/3 nhé Rồi thì bây giờ là chúng ta có logarit cơ số A của B nhân C bằng 2 thì à, chúng ta tức là chúng ta lại quay trở lại biến đổi tiếp cái anh này, đúng không ạ? Thì tương đương với cả logarit cơ số A của B cộng logarit cơ số A của C bằng 2. Tương đương với cả logarit cơ số B mũ 5/3 A chúng ta sẽ thay bằng B mũ 5 phần 3 ở đây đúng không ạ của B cộng với logarit cơ số A của C bằng 2 thế từ đó là chúng ta sẽ suy ra được là à, cái chỗ này nó chính là 3 phần 5 này logarit cơ số B mũ 5 phần 3 của B thì nó chính là bằng 3 phần 5 đúng không ạ thì các em lấy 2 chữ 3 phần 5 thì nó sẽ bằng là 7 phần 5 như vậy là logarit cơ số A của C nó sẽ bằng gì đây 7 phần 5 đúng không ạ thế cho bây giờ chúng ta lại có là trong cái logarit cơ số B của C của A bằng 4 thì các em sẽ tiến hành là chúng ta sẽ thay vào là logarit cơ số B của C này cộng logarit cơ số B của A bằng 4. Thì tương đương với chúng ta lại thay tiếp cái A này nó bằng B mũ 5/3 đúng không ạ? Đấy chúng ta lại thay tiếp A bằng B mũ 5/3, cái này bằng 4. Thì dẫn đến là cái logarit cơ số B của C nó sẽ bằng 7/3. Anh này nó bằng 5/3 rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy 4 trừ đi 5/3 thì sẽ ra logarit cơ số B của C. 4 5/3 phần 3 thì nó sẽ bằng 7/3 nhé, Rồi, thì đến đây là chúng ta sẽ có là logarit cơ số A cụ C của A nhân B thì nó sẽ bằng logarit cơ số c của a chúng ta tính ở đây rồi, đúng không ạ? Cộng với cả logarit cơ số c của b chúng ta tính được ở đây luôn, đúng ạ? Thì cái này nó sẽ bằng 5/7 này. Đấy nên là 7/5 thì là nghịch đảo nên nó 5/7. Nên là 7/3 thì chúng ta nghịch đảo nên là 3/7. Như vậy nó sẽ bằng là gì đây? 8/7 các nhé. Đấy, đây là một bài toán rất là hay, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái câu số 8 này này. thấy cho a bằng logarit uh, a bằng nốc của 2, b bằng ne của 2 hãy biểu diễn nepe của 8 800 theo A và B đúng ạ thì là trước khi mà các em theo dõi cái hướng dẫn giải của thầy thì các em hãy tự làm trước nhé à, chúng ta bắt đầu này các em có là cái nê pè của 800 đấy thì các em sẽ tách thành là nepe của 2 mũ 3 nhân nếp của 10 mũ 2 800 nó chính là bằng 8 x 10 à 8 x 100 đúng ạ 100 thì nó chính là 10 mũ 2 đấy thì còn 8 nó chính là 2 mũ 3 thế như vậy là chúng ta sẽ tách thành là 3 nếp của 2 cộng với cả 2 nếp của 10 đúng không ạ? Đây chính là nepe của 2 mũ 3 và nepe của 10 mũ 2 nhé. Thì nó sẽ bằng là 3 nepe của 2 cộng với cả 2 nepe của 2 nhưng mà cái nepe của 10 thì thầy sẽ tách thành là nepe của 2 nhân với cả nốc 2 của gì? Của 10. Đúng không ạ? Tức là cái nepe của 10 này chúng ta sẽ biến đổi thành là nepe của 2 nhân với cả nốc 2 của 10. Thì 2 với cả 2 này nó là hai cái trung gian này chúng ta bỏ đi thì nó vẫn là nepe của 10 thôi, đúng không ạ? Thế thì là cái này nó sẽ bằng là 3 nepe của 2. Nepe của 2 này chúng ta có đây này. Thế bây giờ là chúng ta phải tính được cái chúng ta phải biểu diễn được theo cái a nữa nó bằng nốc của 2 Thì cộng với cả hai nepe của hai trên nốc của hai. Đúng ạ? À? Đấy từ đây là chúng ta cũng có thể là ở đây nhá, cái chỗ này là các em thấy là hai nepe của hai này. Hai của hai thì chúng ta giữ trên tử này. Thì logarit cơ số 2 của 10 thì nó chính là nốc của hai thôi. Đúng ạ? À? Nó chính là nốc của hai. 1 trên nốc của hai thì xin lỗi. Đấy logarit cơ số 2 của 10 thì nó chính là 1 trên nốc của hai nhé. Thì cái này nó sẽ là 3B cộng với cả 2B trên gì? Trên A. Đúng ạ? À? đấy Đồng hoặc là các em có thể biến đổi luôn từ đây xuống đây cũng được tức là nepe của 10 thì nó chính là nepe của gì à, của của hai đúng không ạ trên cho nốc của gì nốc của hai nhé rồi thì là cái này nó sẽ làm bằng 3 b cộng với cả 2 b trên a nhé à, bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ số 10 các em nhé ở đây là thầy có là cái a là bằng logarit cơ số 25 của 11 b là bằng logarit cơ số 2 của 5 Hãy biểu diễn logarit cơ số 625 của 121 phần 16 theo A và B. Đúng không ạ? Thế thì là các em có như sau. Chúng ta có là cái logarit cơ số 625 của 121 phần 16 thì nó sẽ bằng là 625 này thì nó chính là 5 mũ gì đây? 5 mũ 4 các em nhé. Thì cho nên là chúng ta sẽ biến đổi thành là 1 phần 4 ra ngoài. Thì bên trong là còn logarit cơ số 5 của 121 trừ đi logarit cơ số 5 của 16. Đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ bằng là à, 1 phần 2 logarit cơ số 5 của 11 Bởi vì là 121 này nó chính là 11 mũ 2 Cho nên là chúng ta đưa 2 ra ngoài nó sẽ là 1 phần 2 logarit cơ số 5 của 11 Thế còn cái 16 này nó chính là 2 mũ 4 Cho nên là 4 nhân với 1 phần 4 thì là còn 1 Như vậy nó chính là trừ đi logarit cơ số 5 của 2 Đúng không ạ? Thì đến đây là mà chúng ta có A là logarit bằng logarit cơ số 25 của gì đây? 11 đúng không ạ? Đề bài cho đây B à, nó lại À, chúng ta sẽ biến đổi tiếp nó là 1/2 logarit cơ số 5 của 11. Đúng không ạ? cái 25 nó là 5 mũ 2 mà thì chúng ta đưa ra nó thành 1 phần 2 và à, đề bài cho là cái logarit cơ số 5 của 2 đúng không ạ ở đây là chúng ta có logarit cơ số 5 của 2 5 của 11 thì chúng ta biến đổi được là theo A này nhé thì bây giờ là ở chỗ này là chúng ta có 5 của 2 mà ở đây là 2 của 5 bằng B như vậy là 5 của 2 nó sẽ bằng là 1 trên gì 1 trên B đúng không ạ thế bây giờ chúng ta sẽ thế này chúng ta thay vào thôi thì ở chỗ này nó sẽ là 1 phần 2 5 của 11 đúng không ạ 5 của 11 thì nó chính là gì đây à, logarit cơ số 5 1 phần 2 logarit cơ số 5 của 11 thì nó chính là A rồi Thì các em thay A vào đây nhé Thì còn logarit cơ số 5 của 2 Thì ở đây chúng ta tính được nó là 1 trên B Như vậy đây là kết quả của chúng ta nó chính là 1 trên gì A trừ 1 trên B đúng không ạ Rồi rất là đơn giản thôi à, và Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 11 này Cho A nó bằng logarit cơ số 3 của 4 này B bằng logarit cơ số 5 của 4 Hãy biểu diễn logarit cơ số 2 của 8, 12 của 80 theo A và B Thế thì là chúng ta sẽ có như sau này các em có là logarit cơ số 12 của 80 thì chúng ta sẽ biến đổi thành là 12 của 4 mũ 2 nhân gì? Nhân 5, đúng không ạ? Thì nó bằng là logarit cơ số 12 của 4 bình phương cộng với cả logarit cơ số 12 của 5. Hay là nó bằng là các em đưa 4 à cái 2 này ra ngoài thì nó là 2 logarit cơ số 12 của 4 và cộng với 1 trên logarit cơ số 5 của 12 nhé Rồi. Thế bây giờ à, tiếp theo là chúng ta sẽ bằng là 2 trên logarit cơ số 4 của 12 cộng 1 trên logarit cơ số 5 của 4 cộng logarit cơ số 5 của 3. Tức là 12 này chúng ta sẽ tách thành là 4 nhân 3 thì là thành tổng của hai cái logarit thành phần này, đúng không ạ? Đấy. Thế bây giờ chúng ta biến đổi tiếp này, 12 này nó nó chính là 4 nhân 3 thì là thành logarit cơ số 4 của 4 cộng logarit cơ số 4 của 3 cộng 1 trên logarit cơ số 5 của 4 thì các em sẽ thay luôn nó bằng B, đúng không ạ? B cộng logarit cơ số 5 của gì đây? 5 của 3 nhá. Rồi, thế chúng ta có là A nó bằng logarit cơ số 3 của 4 này mà logarit từ đó thì chúng ta suy ra là logarit cơ số 4 của ba đấy nó sẽ bằng nghịch đảo nó là một trên a đúng ạ à? như vậy là chúng ta tính được anh này anh này thì bằng một rồi đúng ạ à? thế bây giờ logarit cơ số 5 của 3 thì bằng logarit cơ số 5 của 4 đây tức là chúng ta phải tính thêm anh này nữa này. đúng ạ à? nhân với logarit cơ số 4 của 3 thế 5 của 4 thì chúng ta đã có rồi nó bằng b đúng ạ à? logarit cơ số 4 của 3 thì nó chính là một trên a nhé đấy là bằng b nhân một trên a và bằng b trên a thế bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta thay hết sạch vào đây thì chúng ta có là 2 trên 1 cộng với cả một trên a này cộng 1 trên b cộng b trên a đúng không à. ạ anh này là bằng một này logarit cơ số 4 của ba này là chúng ta tính ra được bằng một trên a này đúng không à. ạ thế còn b này là chúng ta giữ nguyên này b kem giữ nguyên nhé thế còn logarit cơ số 5 của ba thì nó chính là gì đây nó chính là b trên a đúng không à. ạ thế kem sẽ tiến hành là chúng ta đây cộng b trên a thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng lên nó là hai a trên a cộng một này cộng a trên b nhân a cộng gì cộng một thì bây giờ à, chúng ta sẽ tiến hành là quy đồng tiếp thì nó là a cộng với cả hai b ha cộng 2 ab trên ab cộng b đúng không ạ đấy chính là cái kết quả cuối cùng của bài toán số 11 này thế như vậy là trong cái buổi ngày hôm nay là thầy đã hướng dẫn cho các em về cái cách mà chúng ta biểu diễn một cái logarit theo những cái logarit còn lại đúng không ạ thì là trong những buổi tiếp theo này chúng ta sẽ đến với những cái dạng bài tập nó phức tạp hơn thầy thầy hy vọng là trong cái bài giảng này thì là các em sẽ uh, tích nghĩ cho mình được cái kiến thức để khi mà gặp những cái dạng bài mà chúng ta cần phải biểu diễn cái logarit này qua cái logarit kia thì chúng ta sẽ giải quyết được một cách bình thường các em nhé khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách